đời người trăm nỗi phong ban cũng do chữ tài gây ra phong trần. Mỗi đoạn trường kiếp trầm luân thải đều do chữ tài lần con kia. Tài là bởi tài tài gì nói gọn là tại tham sân si mà. Trăm năm trong cõi người ta đầu nguồn khổ hận chính là cái tham. Vì không có chữ tham lam mà lấy chi nhân loại lầm than như có
như con dù múa quay cuồng. Tại vì bởi tại dập dồn sức quay, sức nào tạo sức quay đây, sức tham sân giới si này chớ ai, sức tham tạo lực dông dài làm quay con vũ mãi hoài không ngừng. Làm sao cho con vũ dừng, hãy dừng chữ tại thì ngưng quay cuồng. Gầm ra trong cõi càng khôn, nguyên lai chữ tại cội nguồn nhân duyên. Nếu không chữ tại làm nền, lấy gì tam giới dựng ba gian nhà lửa trong kinh. Đã cùng do chữ tại tạo sinh mà thành, tại tham tham lợi tham danh, tham hương tham sắc tham mình tham tan, tham ăn tham ngủ xa đà, tham mà chữ tham mà nắng nghìn cân, thì chữ sân cũng mười phân kém gì. Lực tham đẩy bước mình đi, khác gì ngọn sông cuốn về biển đông. Lực sân như ngọn lửa hồng, tiêu tan cả vạn cánh đồng vì nhiêu. Bao công trình của tình yêu, nhân gian gây dựng rất nhiều cứu mang. Chỉ cần một thoáng soi gian, hay là nét đá tan vàng còn chi. Lửa xanh hung hiểm cực kỳ, nó là cái lực tại vì thứ hai. Đưa người tới bước trong gai, để cho nhân thế rạc đài tâm thân. Nhất tham nhé tới nhị sân, mà tham sân nó rất gần gũi si. Bộ ba khắn thích cực kỳ, hễ có tham ác có si tham tài. Ba cô con gái nhà ai, bề ngoài hấp dẫn trong thời xấu. Con nhà họ tại ấy mà, tại vì tại cởi cho ta đoạn trường. Con người muốn rước an khương, phải thông dông giữa đạo trường an nhiên. Nhưng cái chữ tại không hiền, nó luôn đánh lẫn con đen mập mờ. Mượn màu tham đẹp như mơ, mượn mà ông ả như cô láng giềng. Lại còn đổi họ thay tên, chữ tham lại mạo danh.
khiến cho lực tại không dừng, cứ gây cảnh chẳng đặng đừng tiêu ngươi. Tại vì gì tại thương ơi, bao giờ mới tự tại đời tự do. Thằng bòn có cái quạt món, phú ông xin đổi ba bò chinh trâu. Bòm rằng bòm chẳng lấy trâu, vì chân bòm đã thâu đầu tỏ đuôi. Rằng sinh ra kiếp con người, chẳng chi quý bằng nụ cười hồn nhiên. Nụ cười tại chỉ thần tiên, nụ cười đương xứ tức chân, nụ cười tự tại giảng xuân diệt thường. Vì sao âu lạc mười thương, là vì cái tự tại nó nhường bước cho. Để cho quê trở về chữ tại nhãn tiền, bao đời nó quậy đảo điên nhân quần. Từ cái tham qua cái sân, cái tham sân nó xoay dần qua si. Si là mê muội chớ chi, mê muội mê mẩn mê si mê lầm. Chữ si hoặc chướng trong tâm, phủ che lớp bụi mờ cắm mặt trời. Hỡi ơi hạt ngọc tâm người, dương mang lớp ngọc mà phân qua thế kia, lấy chi tỏa ấm dịu kỳ kim cương. Vì sao ta nhẫn mà dương, là vì một cái chữ thương nhân mời. Một thương đã lần thêm, có điều thương cũng chẳng hiền, là vì đối tượng chẳng bền chắc chi. Một là cái sắc hương kia, xinh thì xinh thật thơm thì có thơm. Nhưng đâu giữ được trường tồn, bóng câu qua cửa ánh dương qua mành. Hai là tương tự tâm sanh, tâm thương thì xấu cũng thành dễ thương. Mà khi tâm đã ghét hờn, mẫu đơn cũng xấu hơn hoa hèn. Cái tâm cái tướng bọn chen, cái thương cái ghét cũng
tinh thần, đưa người tới chốn dòng thân, tự dưng đánh mất cái chân tâm mình. Chỉ còn mường tượng bóng hình là của ai, ai đó cho mình đây. Thương ơi mặt mũi xưa này, tự dưng cho cái thương này mà đau. Thương già đau đi với là duyên nợ theo nhân, nghiệp là nghiệp chướng theo thân tâm này. Nợ duyên nghiệp chướng sâu dày, cũng vì một chữ si này mà ra. Tham sân si ấy tam tạo nên lực tại giống dài, tại vì bởi tại cho ai não phiền. Ở đời nếu có thần tiên, lạ gì nhất nhật nhàn nên tiên thần. Nhàn là tự tại thanh tâm, vượt qua ba cái lực này, ắt là hành giả nhập ngay niết bàn. Ở đời không tại mới an, ở đời bị tại thì tan tác đời. Coi chừng bị tại ai ơi, trong ngoài ba cái lực tham sân, si mê hoặc chướng nó dần xoay tan. Còn hai cái lực trầm khang, trước là lực mạng, sau là lực nghi. Mạng là ti, mạng tự ti, mạng là kiêu mạn khinh khi ngạo đời. Ti mạng cam đứng dưới người, tự cho mình các bụi đời rong rêu. Kiêu mạng ngỡ mình cao siêu, kiêu ti cũng một mạng này. Thôi hư kinh mạng kiêu đầy tí dây, kiêu ti nghĩ cũng hư đời. Tạo nên lực tại xoay người đảo điên, đứng không dựng ngồi không yên, cũng vì cái chữ mạng phiền não kia. Sao chữ mạng là chữ nghi, tại vì bởi tại cũng
nếu như có một cực hình đã làm tình làm tội chúng sinh cực kỳ. Cực hình ấy chính là nghi, nó làm khô héo qua quỳ hướng dương, nó làm dở nét kim cương, nó làm băng hoại tương tượng tâm linh, nó làm cái đẹp hết sinh, nó làm cái bạch cái trinh ô bùng, nói sao hết nỗi đoạn trường của người lỡ bán linh hồn cho nghi. Linh hồn lỡ bán một khi thì dù có nó xác chi không hồn, hỏi ai trong cõi càng khôn chưa từng nếm nỗi đoạn trường của nghi. Nỗi chua nỗi chát nỗi gì đi.